đánh vào hai cái yếu tố lớn. Hai cái yếu tố lớn đó là cái khát khao mong muốn và những cái rủi ro và cái hệ lụy nếu không có giải pháp, thì tự khắc cái nhận thức nó sẽ dâng cao lên. Vậy bây giờ cái nhu cầu khách hàng nó sẽ được có được bao nhiêu cái cấp độ nhu cầu khi mà khách hàng bước đến gặp các anh chị? Khi khách hàng bước đến gặp các anh chị thì các anh chị sẽ thấy là cái nhu cầu của họ có, ví dụ họ bảo rằng em ơi, thấy quảng cáo cái chai serum đó, em tư vấn cho chị đấy. Như vậy thì rõ ràng họ có nhu cầu rồi, mà chúng ta hay có một cái mặc định là chị khách này có nhu cầu rồi thì kiểu gì cũng mua, không phải đâu, mà là nhu cầu yếu. Nhu cầu có 4 cấp độ nhu cầu trên, nên nhu cầu của chị này rất là thấp, ở mức độ 1-2 thôi. Rồi bạn tưởng đâu ra là chị đã có nhu cầu rồi, bắt đầu bạn bay vào bạn tư vấn luôn. Nói, dạ thưa chị, cái serum của em là trị mụn, trị đám, là làm căng da, làm trắng da gì đó. Tư vấn một loạt luôn, cuối cùng khách hàng từ chối, là bởi vì cái động cơ mua hàng không đủ. Lúc này là cái nhu cầu chỉ cấp độ 1 thôi, hoặc cấp độ 2 thôi. Bạn phải làm sao đẩy họ lên ở cấp độ 4, cấp độ 5, thì lúc đó thì họ nhu cầu họ cao, thì lúc đó mới tư vấn một chút sale được. Vậy cái tìm giải pháp này nè, việc đầu tiên cái nhu cầu khách hàng phải cao cái đã, thì họ mới lắng nghe giải pháp, chứ không phải là lúc trình bày giải pháp là nhu cầu họ lên đâu nha các chị. Nhu cầu họ phải có trước khi mà mình tư vấn giải pháp, bởi vì khi mà họ có cái nhu cầu cao họ mới chịu nghe giải pháp của các chị, lúc đó họ mới thấy hợp lý một cái mua hàng. Còn nhiều anh chị vừa mới có nhu cầu là tư vấn giải pháp luôn, các chị bỏ qua cái phần này, thế thì khách hàng họ sẽ rất dễ từ chối của các chị. Vậy bây giờ chúng ta tìm hiểu 4 cái nhu cầu đó là cái gì. Khi khách hàng đến gặp các anh chị hoặc là các anh chị tiếp cận khách hàng thì thường khách hàng có nhu cầu ở 4 cấp độ như sau. Và các anh chị lưu ý nha, ở trong cái quá trình tư vấn chúng ta sẽ phát hiện này. Chúng ta sẽ phát hiện ra khách này đang ở bậc nhu cầu số mấy. Rồi một lát nữa các anh chị sau cái phần này, các anh chị em chúng ta sẽ thảo luận nhóm là trong 4 cấp độ này làm sao để chúng ta có thể phát hiện ra khách ở cấp độ 1, 2, 3, 4, những cái tín hiệu, những cái hành vi, những cái lời nói nào của khách để cho bạn thấy được họ đang ở 1, 2, 3, 4. Và khi bạn phát hiện ra họ ở 1, ở 2, ở 3 hay ở 4 thì bạn làm gì để chốt được sale, bạn nói gì, bạn tập trung vào điều gì để cho họ có một cái động cơ mua hàng cao nhất để họ ra quyết định mua hàng, đúng không ạ? Rồi như vậy thì phần này là cái phần mà để cho chúng ta phải tư vấn cho nó kỹ đó nha. Cấp độ 1, nhu cầu thấp nhất, thậm chí là không có nhu cầu, là không có vấn đề nên họ không có cái nhu cầu đâu. Ví dụ như bạn bán họ một cái chai serum trị mụn mà họ không có mụn thì họ cấp độ 1, họ không có nhu cầu. Lúc này bạn tư vấn rất là khổ. Bạn có thể là tư vấn cho họ là dạ, nhưng mà mình cứ phòng hờ mình mua, hoặc là chị có rất là ít mụn nè, hoặc là chị phải phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, chị có thể sử dụng để nó mụn nó không có lên, vân vân. Đấy, thì cái này là cái cấp độ 1 đó chị ha, cấp độ 1, và cái nhu cầu cấp độ 1 này nó thấp, cho nên cái động cơ mua hàng khách hàng nó không có. Vậy thì nếu khách hàng mà ở cấp độ 1 thì bạn phải làm gì để cho họ thấy được rằng là họ nên có nhu cầu để họ mua hàng? Rồi đây là cấp độ 1. Cấp độ 2 gọi là cấp độ biết vấn đề nhưng chưa hình thành nên nhu cầu vì thấy nó không có cần thiết. Cấp độ này là cấp độ ở khách hàng họ có một chút hiểu biết về cái sản phẩm của các chị. Họ biết được là sản phẩm của anh chị điều trị cái gì, và họ cũng biết được rằng là họ cũng có cần nó đó. Họ cũng có cần nó đó. Nhưng mà nó không có phải là quá gấp, nó không phải là cấp thiết là phải sử dụng nó ngay bây giờ. Rồi, ví dụ như là hôm qua thì có ví dụ một cái chị dầu chị hói đầu đó, mà tóc họ đang đầy đủ, họ không có bị hói. Thì họ nghe bạn tư vấn, họ biết rằng là sau này sẽ hói. Họ biết là sau này họ sẽ hói đầu. Có nghĩa là họ biết họ có nhu cầu trong tương lai, và họ thấy rằng nó không cần thiết ngay bây giờ. Thì thường khách hàng này ở cấp độ số 2. Ở cấp độ số 2. Vậy bây giờ nếu bạn phát hiện ra họ ở cấp độ số 2 thì bạn sẽ làm cái gì? Bạn làm gì để cho họ đẩy cái cấp độ lên cấp độ 3, 4 để chúng ta bán hàng? Cấp độ số 3 là họ đã có nhu cầu và họ đang tìm kiếm giải pháp.
Rồi cấp độ này dễ bán hàng rồi, nó bắt đầu nếu lên cấp độ 3 là dễ bán hàng. Họ biết cái nhu cầu, họ cũng đang tìm kiếm giải pháp, họ đang có cái vấn đề đó luôn. Nhưng mà họ đang tìm xem cái giải pháp nào là giải pháp tốt nhất. Ví dụ như là cũng là cái ông khói đầu đó, ông có hai cái giải pháp, ông tự nghĩ ra là hai giải pháp mà ông chưa biết giải pháp nào tốt nhất. Ông nói bây giờ mình đã hói rồi, thôi bây giờ mình chơi luôn cái cho nó ngầu, mình cạo hết cái đầu luôn. À, mà cái đầu mình cạo trọc lên nhìn nó ngầu, nó oai mà cũng trẻ hơn nữa. À, tội gì mình không cạo đầu, cái thứ nhất. Cái giải pháp thứ hai là ông nghĩ tới cái việc là trị hói đầu, làm sao có một tóc lên trọng. Như vậy thì có hai cái giải pháp, ông cũng lăn tăn không biết là giải pháp nào. Thì có nghĩa lúc này ông này là cũng rất cần, ông rất cần, ông có nhu cầu đó, nhưng mà ông chưa có giải pháp nào cụ thể rõ ràng. Chưa biết giải pháp nào mà là tốt. Như vậy nếu ở mình phát hiện ra ông này ở cấp độ 3 là mình sẽ tư vấn cho ông một cái giải pháp, thì lúc này ông ta sẽ cần cái sản phẩm của mình. Ông thấy giải pháp hợp lý thì ông sẽ cần và ông rất dễ ra quyết định để mua hàng. Số 4, cấp độ số 4 là cấp độ đã biết giải pháp nhưng còn tìm kiếm thương hiệu uy tín hợp lý. Ví dụ ông này ông biết rằng là vậy giải pháp tốt nhất là nên dùng một loại dầu gội đầu để mà trị hói đầu, hoặc là đi thẩm mỹ viện để làm tóc lại vân vân. Nhưng mà bây giờ ông biết là cái thẩm mỹ viện nào nó uy tín đây, ông biết nơi nào nó làm cho nó tốt đây, có nghĩa là ông biết một cái giải pháp được, nhưng mà ông không biết là nơi nào làm tốt nhất. Rồi thì cấp độ số 4 là dễ chốt nhất, cấp độ số 4 là dễ chốt nhất, bởi vì họ ý thức được là họ cần và rất gấp. Chỉ có điều là họ biết là bạn có uy tín không, họ chưa có niềm tin với bạn thôi. Vậy thì có 4 cái cấp độ nhu cầu này trong quá trình khách hàng đến gặp các anh chị. Rồi các anh chị hiểu rõ 4 cấp độ này, gõ cho thầy số 4 này. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ có một bài tập như sau. Một cái phần thảo luận của